Quần jean nữ ống suông nha, bên Mai chỉ có 120.000 cho một chiếc thôi ha. Đó, vừa đẹp, vừa lịch sự, vừa sang trọng, tạo cảm giác trẻ trung cho mọi người luôn. Đó, giá chỉ có 120.000 cho một chiếc. Và hôm nay thì Mai có hai mẫu để mà mọi người chọn lựa ha. Hai mẫu nha mọi người. Đó, vừa rẻ vừa đẹp. Vừa rẻ vừa đẹp vừa lịch sự luôn nè. Giá của nó chỉ có 120.000 cho một chiếc. Và bên Mai có tất cả là 4 size, size S, size M, size L và size XL. Hai dành cho chị em có vòng eo từ 68 cho tới 76 là mình mặc vừa. Đó. Và cái quần jean nữ này á thì nó là cái loại cặp cao nha mọi người, lưng cao ha. Đó, và được hai nút như thế này, có hai nút như thế này, khóa kéo thì khóa kéo đồng, nó có cái bát ở bên hông nè. Cái mã này là cái mã 1 nha mọi người, đây Mai Giang giới thiệu cho mọi người mã 1 nè. Đó, và cái phần lai của nó sẽ được lên lai nha mọi người. Mẫu này là mẫu 1 và nó có hai màu nè, gồm một cái màu xanh bạc nè và một cái màu xanh xanh đậm nè. Đó, giá của nó chỉ có 120 ngàn thôi và phí giao hàng bên Mai đồng giá là 30 ngàn. Nếu mà mọi người mua 3 chiếc trở lên thì sẽ được miễn phí giao hàng ha. Bên Mai á, thì bao mọi người kiểm tra hàng trước rồi mình mới thanh toán nè. Đẹp, rẻ, chất lượng tốt thì mọi người mới nhận hàng, không đúng như Mai giới thiệu trên đây thì mọi người có quyền là không nhận hàng mà mình cũng không phải tốn bất kỳ cái phí nào luôn ha. Đó, cái quần jean này thì form nó rất là coi như là ống suông, nó rất là đứng form rất là đẹp luôn ha. Đó, tạo cảm giác cho mình là cái vòng eo nó sẽ thon gọn hơn nè. Đó, và cái chân của mình sẽ cảm giác như là sẽ được dài ra gì đó nha mọi người. Đó, nói chung là nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Đó, và Mai sẽ tiếp tục giới thiệu cho mã 2 cho mọi người nè. Đó, mã 2 thì cái form cũng giống như mã 1 thôi nha mọi người. Mã 2 thì cái form cũng giống như mã 1 thôi. Và bên hông của nó thì nó có cái điểm nhấn là cái đường đường này thì nó sẽ có đường chéo cái chỗ này ha. Đó, nó sẽ tạo cảm giác nó mềm mại, nó đẹp hơn nè. Nút thì vẫn là hai nút ha. Đó. Và đặc biệt là nó khác một điểm á, là cái phần lai quần của nó là được xuống lai nha mọi người, được xuống lai nè, tua rua như thế này ha. Nhìn mình nhìn nó sẽ trẻ trung hơn ha. Đó, nó sẽ trẻ trung năng động hơn nè. Đó, chỉ có 120.000 cho chiếc thôi và nó vẫn có hai màu là màu xanh đậm và cái màu xanh bạc cho mọi người. Đó, xanh đậm và xanh bạc như thế này. Đó, nên là mặc thì nó rất là lịch sự, rất là tôn dáng. Nên là chị em nhà mình mỗi người cũng có ít nhất là hai chiếc trong nhà ha để mà mình thay đổi nè. Mình có thể là đi làm, đi đi chơi, đi dạo phố rồi này kia thì rất là tiện, vừa lịch sự nè, vừa trẻ trung nè. Đó, nếu mà những chị trung niên á, thì mình có thể là kết hợp với giày cao gót như Mai như thế này thì nhìn cũng rất là lịch sự nè. Nếu mà những cái bạn trẻ á, thì mình có thể là thối với những cái áo rất tốt nè, mang đôi giày bata ta lên nè, trời ơi vô cùng là trẻ trung luôn ha. Giá có 120 ngàn cho một chiếc thôi, nó vừa rẻ, nó vừa đẹp, nó vừa lịch sự nữa. Và mọi người được kiểm hàng trước khi thanh toán. Đặt hàng thì để lại số điện thoại giùm Mai nha, có số điện thoại thì mới chốt đơn hàng được cho mọi người ha. Nhớ là để lại số điện thoại bên Mai, nhân viên bên Mai sẽ tư vấn lấy size cho mọi người. Chỉ có 120 ngàn cho anh chiếc thôi, mọi người còn chần chừ gì nữa. Đặt hàng thì lên số điện thoại giùm Mai nè. Rồi ok Phương Nguyễn nè, ok Trần Phương nè, ok Khang Khang Chi, ok Tiến Đạt, ok Nguyễn Hoàng, ok Thanh Thanh, ok Trần Tuấn nè. Mọi người đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại giùm Mai nha. Có số điện thoại thì xem như là đã có đơn hàng. Đó, nhiều khi Mai like 3 máy trên 3 máy. Chính vì vậy Mai không có cách nào để trả lời hết cái bình luận của mọi người hết á. Nên là mọi người cứ để lại số điện thoại. Có số điện thoại thì xem như là đã có đơn hàng rồi. Đó, và Mai khuyến khích mọi người cứ kiểm tra hàng rồi mọi người mới thanh toán ha. Chất liệu jean của nó nè, dày dặn nè. Nhưng mà nói chung là do cái đặc thù cái form quần nên là mình cái chất liệu như thế này thì sẽ tạo cái form của mình nó sẽ đứng form, nó sẽ đẹp hơn thôi mọi người. Chỉ có 120 ngàn thôi đó mà mình sở hữu được những cái chiếc quần như thế này rồi. Quan trọng là mình mặc lên nó sẽ tôn dáng mình nè, nó sẽ tạo cảm giác cho mình sẽ tự tin hơn. Mai bảo đảm với mọi người khi mà mặc lên trên người chắc chắn là sẽ đẹp hơn Mai mặc rất là nhiều. Tại vì cái dáng của Mai là nó người người vừa lùn nè. Đó, và nó cũng hơi mỏng mỉm mất rồi. Đó, chính vì vậy Mai mặc thì nó cũng chắc chắn là không
đẹp bằng mọi người mặc rồi ha. Mà là mọi người tranh thủ mà đặt hàng nha, có 120.000 chiếc nè. Dạ cảm ơn Phương Trần nè, cảm ơn bạn đã cho Mai cái feedback ha. Mọi người đặt hàng thì lấy số điện thoại giùm Mai nha, có 120.000 cho chiếc thôi. Và bên Mai có tất cả là 4 size, size S, size M, size L và size XL. Đó, dành cho chị em từ 40 dành cho chị em có vòng eo từ 68 cho tới 76 là mình mặc vừa ha. Đó, chị em hôm nay bên Mai có thêm cái size X, có size XL nữa để mà những chị em mà mình hơi to to xíu thì mình cũng có cơ hội mặc những cái chiếc quần như thế này để mà mình có thể là ăn gian được cái phần bụng nè, đó, ăn gian được cái phần chân nè. Đó, chỉ có 120.000 thôi, đã là may bảo đảm với mọi người, không có phí một đồng nào của mọi người hết ha. Đó, 120.000 cho một chiếc nè, lưng là lưng cao, khi mà mình mặc vô nó sẽ ôm cái vòng bụng của mình ha. Đó, nó ôm cái vòng bụng mình, nó giống như là mình mặc những cái quần gen mà ôm bụng vậy đó. Đó, nó sẽ tạo cảm giác thon gọn cho mình cái vòng hai hơn nè. Đó, và cái form nó đứng ha, cái form nó đứng, chiều dài của nó thì rất là phù hợp luôn, khi mà mình mang mình mặc vào á mình cảm thấy là cái chân nó sẽ được dài ra. Đó, chính vì vậy chị em mình mà tranh thủ mà mua những cái chiếc quần như thế này. Đó, những chiếc quần như thế này thì không thể mà thiếu trong tủ quần áo của mình được ha. Có 120.000 thôi, cái mã này là mã 2 nè. Cái mẫu này là cái mẫu số 2 nha mọi người. Mẫu số 2 thì nó sẽ có cái bát, nó có cái phần mà lưng của nó thì nó có cái dây thắt chéo như thế này để mà làm điểm nhấn ha. Và cái thứ hai là cái ống của nó sẽ được xuống lai, mã số 2 nha mọi người. Và nó cũng có hai màu, màu xanh đậm và màu xanh bạc ha mọi người. Đó, hai màu như thế này đó, mà để cho mình chọn lựa chọn mình thích màu nào thì mình lấy màu đó nè. Và cái mẫu số 1 á thì cái điểm nhấn của nó là có một cái bát ở bên này đó, và vẫn là cái nút, vẫn là hai nút luôn đó. Và cái phần mà cái phần ống của nó ha là được lên lay đó, tạo cảm giác mà lịch sự ha. Đặt hàng thì mọi người nhớ để lại số điện thoại giúp Mai nha. Rồi, cảm ơn Châu Phương nè, mọi người cứ để lại số điện thoại ha. Rồi, ok, Nguyễn Kha ok, Tây Tây ok, tiếng Mỹ ok, Thi Thi ok, Trâm Trần ok, Phượng Hoàng ok, Nghi Xuân ok, tiếng Đạt ok, Tâm ha. Mọi người đặt hàng thì lên số điện thoại giùm Mai nha, có số điện thoại thì xem như là đã có đơn hàng rồi đó. Và bên Mai á sẽ bao cho mọi người là nếu mà mặc không vừa thì bên Mai sẽ đổi hàng cho mọi người nha, nên là mọi người yên tâm mua hàng á. Bên Mai mang tiếng là online nhưng mà thật ra thì giống như là mình mua trực tiếp thôi, hàng đến tay mọi người rồi. Mọi người mở cái gói hàng ra kiểm hàng, nó đúng mẫu mã, nó đúng chất lượng nè, nó đúng như Mai giới thiệu thì mọi người mới nhận hàng mà, nên là không có lãng phí một đồng nào của mọi người hết, nên là mọi người yên tâm ha. Có 120.000 cho chiếc thôi, nếu mà mình thích ra mẫu nào thì mình lấy mẫu đó nha, thích màu nào thì mình lấy màu đó cho mọi người nha. Có 120.000 cho một chiếc. Và hôm nay thì Mai chỉ có hai, hôm nay thì Mai chỉ có hai mẫu như thế này đó. Trong cái like này thì Mai chỉ có like hai mẫu như thế này, nên là mọi người mẫu nào cũng đẹp á, mọi người cố gắng chọn cho mình hai chiếc để mà mình sẽ mặc những cái đấy, nói chung á là nó sẽ tôn dáng cho mình. Và cái này á là những cái đồ mà không thể thiếu trong tủ đồ của mình ha. Có 120.000 cho chiếc thôi, và Mai đi đơn nói chung là ba chiếc á thì Mai sẽ được, mọi người sẽ được miễn phí giao hàng nha mọi người. Ba chiếc thì sẽ được miễn phí giao hàng ha. Tại vì cái giá này rất là rẻ rồi, lợi nhuận của bên Mai rất là thấp, chính vì vậy Mai không có thể nào mà bao ship cho mọi người được. Phí ship bên Mai vòng giá là 30.000, nếu mà mọi người mua 3 chiếc trở lên á thì sẽ được miễn phí giao hàng ha. Đó, vừa rẻ vừa đẹp vừa lịch sự cho mọi người nè, rẻ đẹp chất lượng tốt thì mình mới nhận hàng. Đặt hàng thì nhớ để lại số điện thoại giúp Mai nha, có số điện thoại thì Mai mới chốt đơn hàng cho mọi người được, còn không có số điện thoại thì không có cách nào mà để chốt đơn hàng cho mọi người được ha. Mọi người lên số điện thoại, nhân viên bên Mai sẽ tư vấn lấy size cho mọi người. Đó, nó có size S, M, L, XL và 2X luôn.
đó, ít L và à, xin lỗi, M là S, M, L và một ít ha, dành cho những chị em từ 60, có vòng eo 68 cho đến 76, cho đến 76 là có size ha. Đặt hàng thì nhớ để lại số điện thoại giúp Mai nha. Có số điện thoại thì Mai mới gọi chốt đơn được cho mình, mọi người cứ kiểm hàng rồi mình mới thanh toán. Cái quần của nó là đáy là cái đáy cao, lưng cao như mọi người, cái lưng cao ha. Đó, cái mã 2 á, thì nó có phần rách lai nè. Còn cái mã 1 á, thì cái lai quần của nó thì sẽ được lên lai ha. Nó khác nhau giữa mã 1 và mã 2 chỉ có một điểm nhấn như vậy thôi. Nên là mọi người mặc vào thì form dáng đều như nhau hết. Có 120.000 chiếc ha. Và phí ship bên Mai đồng giá là 30.000. Mọi người kiểm hàng rồi mình mới thanh toán ha. Chất lượng tốt, giá rẻ nè. À, xứng đáng cái số tiền mọi người bỏ ra thì mọi người nhận hàng. Không đúng như bài giới thiệu thì mọi người có quyền là không nhận hàng, mà mình còn không phải tốn bất kỳ cái phí nào được hết ha nha mọi người. Mọi người đặt hàng nhớ để lại số điện thoại giúp Mai nha. Rồi ok Châu Phan, ok Tiến Tiên Tiên, ok Trần Nhã nè, ok Hỷ Hỷ Kỳ nè, ok Heo Con nè, ok Thì Trang, ok Tiến Tiến Tiếng gì? Tiếng Mỹ nè. Mọi người đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp Mai nha.